Hồng Sơn không chỉ có lối chơi kỹ thuật mà kỹ năng dứt điểm của anh cũng không thể chê được. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn chưa thể quên tác phẩm để đời giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia tại bán kết để có mặt ở trận chung kết gặp Thái Lan tại Brunei năm 1999. Hình ảnh ăn mừng bàn thắng theo kiểu chào của nhà binh cho đến nay vẫn đủ sức lay động hàng triệu trái tim người hâm mộ. Thực sự thì cái niềm vui nó vỡ òa và tôi chạy ngay ra đến cái chỗ cột phạt góc mà nơi cổ động viên của mình đang vỗ tay cổ vũ, và cái hành động chào đó là chào với những người hâm mộ, những người khán giả. Kỹ năng của ông Sơn là điều mà ai cũng phải thừa nhận. Anh từng được đọ sức với những ảo thuật gia bóng đá hàng đầu như David Beckham, Rui Costa, Juan Verón, Roberto Carlos tại cuộc thi biểu diễn bóng đá do Pepsi tổ chức năm 2001. Ở cuộc tranh tài của những nghệ sĩ đá bóng đó, Hồng Sơn đoạt vị trí thứ hai chung cuộc. Trong sự nghiệp lẫy lừng, Hồng Sơn giành gần như tất cả các thành tích mà một cầu thủ có thể mơ ước. Nhưng chắc chắn, phần thưởng lớn nhất với cầu thủ tài hoa này chính là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng 8 năm 1998. Anh đúng là một cái tài năng hiếm của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên là mỗi người một phong cách, vị trí của anh Sơn khác tôi đá cánh, anh Sơn đá tiền vệ trung tâm. Nhưng cái thành công đấy, thành công của anh Sơn ấy là cái hướng, cái mà mình nhìn đến, mình hướng đến. Năm 98 thì tôi cho tức là của AFC người ta đánh giá mình rất cao và có sự theo dõi qua các cái giải đấu ở SEA Games, ở Tiger Cup. Thế thì Hồng Sơn lúc đó tôi cho là đang là đỉnh cao. Anh được vinh danh ở cái giải đấy. Mà thực sự ra cái Tiger Cup năm 98 là cái Tiger Cup của Hồng Sơn. Chỉ có tiếc một điều là chúng ta không đoạt chức vô địch thôi. Bóng đá chúng ta Đông Nam Á này thì là còn yếu. Nhưng mà đấy cũng là một cái động viên tinh thần rất là lớn để cho bản thân các cầu thủ người ta phấn chấn. Điểm nối tiếc nhất có lẽ không chỉ với Hồng Sơn mà còn với bất kỳ ngôi sao nào thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Chính là chưa một lần bước lên ngôi vương tại khu vực Đông Nam Á. Cho dù nhiều lần họ đã ở rất gần cái đích. Với Hồng Sơn, không ai khác, đối thủ lớn nhất của bóng đá Việt Nam thời anh thi đấu chính là thế hệ xuất sắc của Thái Lan với những Kiatisak, Natipong. Ngay cả khi đội tuyển đã vượt qua được người Thái như chiến thắng tưng bừng 3-0 tại Tiger Cup 98 trên sân nhà thì cũng không thể đủ may mắn để lên ngôi vô địch. Hồng Sơn thừa nhận anh và các đồng đội thường bị tâm lý mỗi khi đối đầu người Thái. Người hâm mộ có yêu ái chúng tôi hay gọi là chúng tôi là thế hệ vàng, nhưng thực ra thì chúng tôi chưa giành được một cái huy chương vàng nào trong các cái kỳ Tiger Cup hay là SEA Games. Thật sự là chưa được tự tin cũng như là đủ cái khả năng để đối mặt với họ. Chính vì vậy thì rõ ràng đó là một cái điểm mà chưa ra trận mà mình đã biết là mình thua họ về cái tâm lý rồi. Khi chúng tôi thi đấu với Singapore hay Malaysia hay là Indonesia thì một cái tâm lý hoàn toàn khác. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Dido đã từng ngợi khen: nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới. Có thể nói, đôi chân ma thuật, kỹ thuật điêu luyện của Hồng Sơn cho đến nay vẫn như một thứ gì đó kỳ ảo, cháy mãi trong tâm trí người hâm mộ bóng đá nước nhà. Nguyễn Hồng Sơn, một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Bóng đá, nó là sự nghiệp, vinh quang cũng như là tình yêu đối với Hồng Sơn cũng như là gia đình.